Ở những video trước mình đã review và chia sẻ cho các bạn về cái dòng biến tần 1 Farabafa, dòng biến tần SD60 đến từ thương hiệu Sinovo, từ công suất 0.4 đến 2.2 kW rồi phải không các bạn? Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ thực tế cho các bạn một mã, đó là mã SD60 2S 0.7 kW. Thì ở đây với cái biến tần này, nó là biến tần 1 Farabafa, thì mình sẽ thực tế cho các bạn xem về cái hoạt động của nó các bạn ha. Biến tần của chúng ta thì đóng gói mới keng như thế này. Sổ hướng dẫn. Đây các bạn. Mình là một trong những người xé siêu biến tần nhiều nhất ở công ty này. Thì các bạn thấy là với cái biến tần 1 pha ra 3 pha 220V của chúng ta, thì cho các bạn xem lại về cái ngoại quan bên ngoài của nó ha. Còn về cái cách ống nối thì các bạn nhìn giúp mình nè. Ở dưới nó sẽ có những cái chân để chúng ta cấp nguồn 220V vào, và đầu ra là UV và V kép chúng ta sẽ đóng nối cho motor điện ha. Bây giờ mình sẽ thực tế cho các bạn thấy luôn. Đầu tiên mình sẽ cấp một cái nguồn 1 pha 220V vào cái biến tần. Thì ở đây các bạn thấy nó sẽ có hai cái cổng ha, L1, L2 hoặc là R và S. Thì các bạn thấy nè, ở trên hai cái vị trí chân này. Có một điều mà mình muốn nhắc lại với các bạn về cái sự mà tinh tế mà Sinovo họ làm cho những cái sản phẩm mà có cái phân khúc trung bình và cũng như là những cái tính năng cơ bản. Tuy nhiên cái sự tinh tế nó vẫn thể hiện ở trên đây. Thì các bạn nhìn vào giúp mình nè, để tránh cái trường hợp mà chúng ta đấu sai, nó sẽ có thể là gây ra những cái tình trạng về hỏng biến tần, thì nhà sản xuất họ sẽ chặn lại những cái khe nhựa như thế này. Trừ khi chúng ta xác định được chúng ta lắp đúng cái chân đó thì chúng ta sẽ mở cái miếng nhựa này ra. Còn những cái vị trí đấu bình thường như motor điện hoặc là nguồn vào thì nó sẽ mở bình thường. Và đặc biệt là trên cái phần chân này nó sẽ được đánh màu xanh hoặc là màu đỏ như này, để chúng ta có thể nhìn vào đây chúng ta thấy được nó có sự khác biệt và chúng ta sẽ lưu ý về cái điều này. Mình sẽ cấp một cái nguồn 220V vào trong đây. Thì các bạn sẽ để vào cổng R hoặc là S hoặc là L1, L2. Trên biến tần Sinovo 1 pha ra 3 pha nó sẽ quy ước cho chúng ta cái đó. Đây là các bạn, thì sau khi chúng ta đấu nối xong, đây là nguồn vào 220V ha. Thì đây là biến tần 1 pha ra 3 pha 220V, thì nguồn vào mình cắp ở đây vào. Còn với motor điện của chúng ta thì các bạn thấy ở đây mình có một con motor điện BGM nè, với công suất là 0.75 kg ha. Motor điện điện áp là 220/380V. Thì các bạn xem cái biến tần 1 pha ra 3 pha của chúng ta thì cái phần này nè, UV và V kép, thì mình sẽ lấy một cái nguồn cho motor điện ở đây. Rồi các bạn ha, xong thì sẽ như thế này. Đó. Bây giờ mình sẽ test. Thì các bạn thấy mình vừa thực tế cho các bạn về cái biến tần 1 pha ra 3 pha 220V của chúng ta, nó sẽ hoạt động ha. Mình đấu nối vào, cấp nguồn 1 pha vào và nó ra 3 pha 220 đấu với một con motor điện 3 pha như thế này. À, và đây là dòng biến tần Sinovo SD2S, thì IS chính là cái mã 1 pha ra 3 pha có công suất là 0.75. Và ở những video sau mình sẽ chia sẻ tiếp cho các bạn về những công suất từ 2.2 kW trở lên. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.